Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu túi nhỏ dùng để đựng tỏi cho bé như thế này. Thì cái mẫu của mình có trang trí một chú trâu ha, đây là mặt sau và đây là mặt trước nè, có dây đeo cài điều chỉnh. Đây, mẫu túi hình chú trâu như thế này. Thì để làm cái mẫu này ở đây mình sử dụng len miêu cô tông cuộn 125g, sợi len này dày tầm khoảng 1.75-2mm. Và kim móc thì mình sử dụng kim móc 3.5mm nè. Một số bạn không có mẫu kim này thì các bạn có thể so sánh cho mình cái đầu kim với sợi len ha. Đầu kim của mình sẽ to hơn sợi len 1/2. Đây là đầu kim so với sợi len ha. Ngoài ra thì còn có hạt cườm dùng để trang trí cho mắt của trâu. Và một cái nút chặn nè. Cái nút chặn này mình dùng để làm cho cái phần miệng túi nó được khít hơn á. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1 2 Đâm kim vào vòng tròn ta vừa tạo, móc vào đó 13 mũi kép đơn liên tiếp với nhau vào cùng cái vòng tròn này ha. Ta có kép đơn đầu tiên nè, tiếp tục mũi kép đơn thứ hai, mũi kép đơn thứ ba, mũi kép đơn thứ tư, tiếp tục mũi kép đơn thứ năm, kép đơn thứ sáu, mũi kép đơn thứ bảy, mũi kép đơn thứ tám, mũi kép đơn thứ chín, kép đơn thứ mười. Mũi kép đơn 11. Mũi kép đơn 12. Và mũi kép đơn thứ 13. Sau khi đã có được 13 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi thì di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này. Đây là mũi kép đơn đầu tiên ha, thì phía trên nó là chân móc nè. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Từ đây gây nên 2 xích. Ta được vòng tròn đầu tiên nè. Sợi len ngắn phía sau các bạn guốc thật mạnh vào để vòng tròn của mình nhỏ lại. Thì mình sẽ có một vòng tròn với 13 mũi kép đơn ha. Ta có 13 chân móc cho cái vòng móc thứ hai. Thì ở vòng móc thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên. Chân đầu tiên sẽ là cái chân mà ta móc mũi dời vào đó. Móc cho mình vào đó 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất, tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Được 2 mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi ha, thì chân thứ hai tương tự, móc vào chân thứ hai này 2 mũi kép đơn cùng chân móc. 1 và 2. Sau khi đã móc được 4 mũi kép đơn vào 2 chân móc đầu tiên rồi thì từ đây mình sẽ tiến hành tạo cái phần tay. Móc lên cho mình 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 và 5. Sau khi đã có được 5 mũi móc xích để tạo cái độ dài của tay rồi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Chân móc xích thứ 5 móc vào đó một mũi dời. Chân móc xích thứ 4 móc vào đó một mũi móc đơn. Chân thứ ba ta sẽ móc một mũi nửa kép. Chân móc xích thứ hai mình sẽ móc mũi kép đơn. Như vậy là mũi móc của mình nó sẽ có cái độ cao tăng dần ha. Còn lại một chân móc cuối cùng thì chân móc này các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Ta được một cái phần tay như thế này. Thì để kết thúc cái phần tay này, các bạn đâm kim cho mình vào chân móc của mũi kép đơn mà ta móc ở đây nè, ta móc cuối cùng ở đây ha.
là chân của mũi kép đơn thứ tư á, móc vào đó một mũi dời. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một phần tay đầu tiên nè. Khi đã hoàn tất được cái phần tay này rồi, di chuyển kim cho mình đến các chân móc của cái vòng tròn phía dưới á. Và cũng tương tự, mỗi chân sẽ là hai mũi kép đơn ha. Chân móc thứ ba hai mũi kép đơn nè. Tiếp tục chân móc thứ tư hai mũi kép đơn. Chân thứ năm cũng tương tự ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Thì đến cuối vòng các bạn sẽ chừa ra cho mình hai chân móc ở phía cuối này. Mình chỉ móc đến chân móc thứ 11 thôi nha. 1 chân móc mình sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Sau khi đã móc mỗi chân hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc đến chân móc thứ 11 thì còn trừ ra hai cái chân móc cuối cùng này, thì các bạn sẽ móc cho mình một cái phần tay ở đây ha. Tương tự như cái phần tay đầu tiên nè, thì mình cũng móc lên 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 và 5. Được 5 mũi xích rồi, tiếp tục móc lên một xích. Chân móc thứ nhất móc vào một mũi dời. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Chân thứ ba một mũi nửa kép. Chân thứ tư một mũi kép đơn. Và chân thứ năm là chân cuối cùng thì mình sẽ móc một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn mà mình vừa móc ở đây, móc vào cái chân móc đó một mũi dời. Thì mình sẽ hoàn tất được phần tay thứ hai. Còn hai chân móc cuối cùng ở phía dưới thì mỗi chân sẽ là hai mũi kép đơn ha. Chân 12 hai mũi kép đơn nè. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Chân 13 cũng tương tự ha, hai mũi kép đơn. Đây, khi kết thúc được cái vòng tròn thứ hai, mình đã tạo ra được hai cái tay cho trâu rồi nè. Thì kết thúc vòng móc này, di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Kết thúc vòng ha. Từ đây gây nên hai xích. Đây, ta hoàn tất được vòng tròn thứ hai và tạo được hai cái phần tay rồi ha. Thì tiếp tục các bạn sẽ móc thêm cho mình một vòng nữa cho phần túi của mình nó được to ra. Thì vòng móc thứ ba này, chân đầu tiên là chân ta vừa móc mũi dời á, móc vào đó một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi thì chân thứ hai móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Như vậy là mình sẽ được một cái cụm chân móc như thế này. Một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này ha, móc tương tự cho các cái chân móc còn lại đến cuối vòng. Chân đầu tiên một mũi kép đơn thì chân thứ hai sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân ha. Đây, một mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi thì chân thứ hai. Cái chân thứ hai là cái chân mà mình móc mũi dời kết thúc của cái phần tay nè. Móc vào đó hai mũi kép đơn. Ta cũng có được một cụm móc thứ hai nè, một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì lúc này các bạn sẽ đưa cho mình cái phần tay ra phía trước. Tiếp tục móc cho mình các cái chân móc của cái vòng tròn phía dưới ha. Chân móc kế tiếp sẽ là cái chân móc mà mình bắt đầu móc cái mũi kép đơn tiếp theo ở cái phần tay nè. Một mũi kép đơn vào đây. Được mũi kép đơn rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn.
Thì như vậy là cái phần tay của mình nó sẽ lộ ra bên ngoài như thế này ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này cho đến cuối vòng. Và cái phần tay còn lại mình cũng làm tương tự ha, cũng đẩy cho mình cái phần tay này ra phía trước nè. Ta sẽ đẩy cái phần tay này ra phía trước và móc các cái chân móc nằm bên dưới nó. Móc các cái cụm tương tự cho đến cuối vòng ha. Đây, khi móc tới đây các bạn sẽ đẩy cho mình cái phần tay ra và mình móc ha. Cứ móc các cái cụm nè, xen kẽ một mũi kép đơn. Sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Và làm tương tự cho đến cuối vòng ha. Sau khi đã móc đến cuối vòng và móc luôn cái phần tay bên này rồi nè, đưa cho cái phần tay này nó ra bên ngoài rồi, thì kết thúc vòng móc này, đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này và ta cũng móc một mũi dời vào đó để mình kết thúc cái vòng thứ ba ha. Đây là chân đầu tiên nè, đâm kim vào đó móc một mũi dời. Đây, cái phần túi tỏi của mình nó đã có cái độ rộng như thế này rồi và tạo hai cái phần tay rồi, thì từ đây các bạn sẽ móc cho mình một cái dây móc xích để mình làm cái phần dây đeo ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi đã có được một sợi dây móc xích như thế này, nó đã có cái độ dài vừa đủ để mình có thể đeo vào người của bé, thì mình sẽ hoàn tất được mặt trước ha. Các bạn sẽ móc thêm cho mình một cái mặt sau như thế này. Thì ở mặt sau này nó sẽ đơn giản hơn, ta sẽ không phải móc cái phần tay này, mà các bạn sẽ móc cho mình tương tự 3 vòng ha. Vòng đầu 13 mũi kép đơn nè, vòng thứ hai 2 mũi kép đơn và vòng thứ ba xen kẽ một kép đơn, sau đó là hai kép đơn cùng chân. Và mình sẽ bắt đầu nẹp cái phần này lại. Nhưng trước khi nẹp mình sẽ hướng dẫn móc cái phần sừng trước. Mình sử dụng sợi len màu nâu ha, nên nó hơi khó thấy mũi móc một chút, mình sẽ nói kỹ ở phần này. Từ cái sợi dây mà mình dùng để đeo vào á, các bạn sẽ đếm ngược ra cho mình 4 chân móc ha. Đây. 1 2 3 và 4. Ta đâm kim vào chân móc thứ tư này và mình bắt đầu móc ở đây. Đâm kim vào chân thứ tư, sau đó đưa sợi len thừa này nè, đưa ra phía sau và kéo qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân ta vừa móc mũi dời. Đâm kim vào đó và kéo lên ha. Kéo lên nè. Trên kim của mình có hai mũi rồi, thì tiếp tục đâm kim vào chân kế bên và kéo lên. Tiếp tục đâm kim vào cái chân thứ hai, móc vào đó, kéo lên, được 4 mũi trên kim rồi ha. Đâm kim vào chân thứ nhất, kéo lên, ta sẽ có 5 mũi trên kim. Thì từ 5 mũi này các bạn sẽ tiến hành kéo lên cho mình lần lần qua hai chân móc trên kim cho đến hết. Kéo lên qua hai chân lần thứ nhất nè, tiếp tục kéo lên qua hai chân trên kim lần thứ hai, kéo qua hai chân lần thứ ba và kéo qua hai chân lần thứ tư. Khi đã kéo đến cái chân móc cuối cùng rồi á, thì các bạn sẽ để ý cho mình ở các cái mũi móc nè. Các cái mũi móc này nó sẽ tạo cho mình những cái đường móc nằm thẳng nè. Đây, ta sẽ có các cái đường móc nằm thẳng như thế này, thì mình sẽ móc vào các cái chân móc này ha. Ta sẽ có được 3 mũi, 2 và 3 nè. Thì ta sẽ lần lượt kéo lên cho mình qua ba chân này ha. Đây, đưa cho mình đầu kim đến cái sợi, đến cái nút đầu tiên bên này nè, đâm kim vào đây, sau đó kéo lên, được hai mũi trên kim. Tiếp tục đâm kim vào cái chân nằm thẳng đứng thứ hai, kéo lên và đâm kim vào chân thẳng đứng thứ ba, kéo lên. Mình sẽ có được 4 chân trên kim, lần lượt kéo lên qua hai chân trên kim cho đến hết. Ta sẽ có nè, kéo lên qua hai chân lần thứ nhất, kéo lên qua hai chân lần thứ hai và kéo lên qua hai chân lần thứ ba. Ta hoàn tất được hàng móc thứ hai ha.
Và hàng móc thứ hai này nó sẽ tạo ra hai đường móc nằm thẳng nè. Đây, ta sẽ có hai cái đường móc nằm thẳng này ha. Đường móc thứ hai nè. Thì hàng móc thứ ba này mình sẽ đâm kim vào hai cái đường móc đó. Đâm kim vào đường thẳng thứ nhất. Kéo len. Tiếp tục đâm kim vào cái mũi thứ hai. Kéo len. Được 3 mũi trên kim thì kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết. Lần thứ nhất nè. Tiếp tục lần thứ hai. Ta hoàn tất được hàng móc thứ ba. Hàng móc thứ ba này nó sẽ tạo ra một đường thẳng cho hàng móc thứ tư. Thì hàng móc thứ tư sẽ đâm kim vào cái chân móc đó ha. Kéo len. Sau đó kéo qua hai chân trên kim. Ta hoàn tất được hàng móc thứ tư và nó tạo cái form của phần sừng như thế này. Thì từ đây móc lên cho mình một mũi móc xích để mình kết thúc cái phần sừng này. Thì di chuyển kim cho mình đến các cái chân móc ở phía này nè. Thì khi các bạn nhìn thẳng thì nó sẽ có được 4 chân móc. 3 nè và 4 nè. Đây ta sẽ đâm kim lần lượt vào 4 chân đó ha. Thì mình sẽ có nè, mũi dời thứ nhất cho chân thứ nhất nè. Tiếp tục mũi dời thứ hai cho chân móc thứ hai. Mũi dời thứ ba cho chân móc thứ ba. Mũi dời thứ tư cho chân móc thứ tư. Khi đã có được 4 mũi dời ha, thì lúc này cái mũi móc của mình nó sẽ nằm sát cái phần đầu rồi. Thì đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ tư là cái chân móc sát cái sợi dây mà mình dùng để đeo á, móc vào đó một mũi dời tiếp. Thì mình sẽ hoàn tất được phần sừng đầu tiên ha. Tiếp tục mình sẽ móc tiếp cái phần sừng thứ hai từ cái điểm này. Các bạn đưa cho mình cái sợi len mà mình dùng để đeo nè, đưa qua một bên. Thì cái sợi len này mình sẽ nằm giữa của cái mũi móc cũng như là sợi len mà mình móc nè. Nó sẽ nằm chính giữa như thế này. Thì ta sẽ di chuyển kim đến cái chân móc mà mình móc mũi dời kết thúc của cái phần mặt. Đâm kim vào đó và móc một mũi dời. Thì sẽ là chân đầu tiên của cái phần sừng ha. Đây. Từ đây mình tiếp tục móc cái phần sừng tương tự như cái phần sừng mà mình vừa móc ở đây. Thì đây sẽ là chân thứ nhất ha. Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân thứ nhất nè. Kéo len. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai, kéo len. Chân thứ ba, kéo len. Đâm kim vào chân thứ tư, kéo len. Được 5 mũi trên kim rồi lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết. Kéo lên lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư. Đây ta cũng tạo ra được các cái đường thẳng để mình móc cho các cái hàng móc tiếp theo ha. Thì hàng móc thứ hai nè, mình sẽ móc tương tự giống như cái phần sừng này. Các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân thẳng nè. Kéo lên nè. Tiếp tục đâm kim vào cái chân đứng thẳng. Lần thứ hai ha. Kéo lên. Và đâm kim vào chân thứ ba nè. Kéo lên. Được 4 chân trên kim thì kéo lên lần lượt qua hai chân trên kim cho đến hết. Ta sẽ có một lần nè, hai lần nè và ba lần. Kết thúc hàng thứ hai. Thì tiếp tục hàng thứ ba sẽ tạo ra hai cái đường móc. Đâm kim vào chân đầu tiên kéo lên nè. Chân thứ hai kéo lên. Sau đó lần lượt kéo qua hai chân trên kim. Lần thứ nhất, lần thứ hai. Hàng móc thứ tư thì sẽ còn một chân. Đâm kim vào chân đó, kéo lên, sau đó kéo qua hai chân trên kim. Được một cái phần sừng như thế này rồi ha. Thì từ đây mình sẽ tiếp tục dùng mũi dời để mình móc hoàn tất cái phần sừng. Tương tự như cái phần sừng này nè. Thì móc lên một mũi móc xích. Đâm kim lần lượt vào 4 chân móc, mỗi chân sẽ là một mũi dời. Ta có mũi dời đầu tiên nè. Tiếp tục mũi dời thứ hai cho chân móc thứ hai. Mũi dời thứ ba cho chân móc thứ ba. Và mũi dời thứ tư cho chân móc thứ tư. Có được 4 mũi dời tạo cái phần sừng thứ hai rồi ha. Thì kết thúc cái phần sừng này, đâm kim vào cái chân móc thứ tư mà mình móc cái phần sừng á.
móc vào đó một mũi dời, sau đó kéo và cắt len. Mình sẽ hoàn tất được một cái phần mặt của trâu thế này ha. Sợi len thừa các bạn dùng kim đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc mũi dời, kéo sợi len ra phía sau, sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha, giấu sợi len thừa vào mặt trái. Sau khi đã giấu được sợi len thừa thì cái phần mặt sau của trâu nè, các bạn sẽ tiến hành nẹp cho mình cái phần mặt sau này vào mặt trước. Đây, đưa mặt trái áp với mặt trái nè, hai cái sợi len này nó sẽ nằm thẳng hàng với nhau ha. Sau đó chân móc đầu tiên mà mình viền sẽ là cái chân móc kế bên của cái phần sừng á, nó sẽ là cái chân móc thứ 5. Đây là 4 chân để mình tạo phần sừng ha, thì ta sẽ đâm kim vào chân thứ 5 nè. Đây, trừ ra 4 cái chân mà mình tạo phần sừng ha, thì mình đâm kim vào chân thứ 5. Đối với cái phần mặt sau của trâu á, các bạn cũng đếm ngược ra cho mình đến chân móc thứ 5. 1, 2, 3, 4 và 5 nè. Sau đó đâm kim vào chân thứ 5. Thì mình sẽ đâm qua hai chân song song với nhau. Đưa cho mình sợi len ra phía sau. Sau đó kéo sợi len này qua hai cái chân này luôn hả? Ta có được cái chân móc như thế này rồi thì tiếp tục đâm kim vào chân móc kế bên của cái phần mặt trước nè. Đồng thời đâm kim vào chân kế tiếp của phần mặt sau. Hai chân song song như thế này và kéo móc vào đây cho mình một mũi dời. Tiếp tục chân kế tiếp cũng vậy ha. Đâm kim vào hai chân song song với nhau. Mặt sau và mặt trước nè. Kéo vào đây móc cho mình một mũi dời. Hai chân kế bên cũng tương tự nè. Đâm kim vào hai chân song song với nhau, móc vào một mũi dời. Thì như vậy là mình sẽ viền lại và nẹp lại được mặt sau với mặt trước. Đây, sợi len thừa các bạn giấu cho mình vào trong mũi móc nha. Mình sẽ viền tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết. Cứ đâm kim vào hai chân móc song song với nhau và móc vào đó một mũi dời. Tiếp tục đâm kim vào hai chân kế tiếp nè, hai chân song song móc một mũi dời. Viền tương tự cho đến cuối hàng ha. Sau khi đã nẹp hoàn tất thì cái điểm nẹp cuối cùng của mình nó cũng là cái chân móc sát cái chân móc mà mình tạo phần sừng ở đây nè, là cái chân móc thứ 5 á. Các bạn tiến hành kéo và cắt len. Sợi len thừa này mình cũng đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mà mình vừa móc á, kéo sợi len thừa ra phía sau và tiến hành giấu các cái sợi len thừa này vào trong mũi móc ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn móc cái phần mũi của trâu. Đầu tiên tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên 3 mũi xích. 1, 2 và 3. Khi được 3 mũi xích rồi, tiếp tục móc lên 3 mũi xích. 1, 2 và 3. Đâm kim vào chân móc xích thứ 3, móc vào đó một mũi kép đơn. Tiếp tục chân móc xích thứ 2, một mũi kép đơn. Và chân móc xích thứ nhất cũng móc một mũi kép đơn. Khi có được 3 mũi kép đơn vào 3 chân móc xích đầu tiên rồi thì ở cái chân cuối cùng này móc thêm cho mình vào đó 5 mũi kép đơn nữa. Tức là mình sẽ có 6 mũi kép đơn cho chân móc cuối cùng ha. Ta có mũi kép đơn thứ 2 nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ 3. Mũi kép đơn thứ 4 vào cùng một chân móc ha. Mũi kép đơn thứ 5. Và mũi kép đơn thứ 6. Như vậy là cái chân móc cuối cùng này sẽ có 6 chân móc, 6 mũi kép đơn ha. Di chuyển kim đến chân móc kế bên nè. Mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn ha, thì mình sẽ còn lại cái chân móc chính giữa này một mũi kép đơn. Thì lúc này các bạn sẽ để ý cho mình ở cái chân móc còn lại
Những móc còn lại này mình lên 3 xích và móc vào đó một mũi kép đơn, thì mũi kép đơn này sẽ là một mũi và 3 xích này sẽ là một mũi, tức là mình sẽ có 2 mũi ở cái chân cuối cùng này rồi. Thì tiếp tục móc thêm cho mình 4 mũi vào cái chân cuối cùng này nữa ha. Ta có mũi kép đơn thứ 3 nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ 4. Mũi kép đơn thứ 5. Và mũi kép đơn thứ 6 vào cùng một chân móc. Như vậy là chân cuối cùng của mình cũng có được 6 mũi móc ha. Ở 3 mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên nè, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc xích thứ 2. Móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa ra phía sau ha. Sau khi đã giấu hoàn tất sợi len thừa rồi, ở cái phần mũi này các bạn lấy cho mình sợi len màu đen và mình khâu hai cái đường thẳng để làm mũi của trâu nè. Sau đó dùng keo nến hoặc kim khâu tiếp tục khâu hai cái phần hạt cườm vào trong để tạo mắt cho trâu. Đối với cái sợi dây, hai sợi dây ở bên trên nè, thì các bạn sẽ tiến hành luồn cho mình vào một cái nút chặn. Thì cái nút chặn này nó sẽ giúp cho mình khóa lại cái phần miệng túi, giúp cho cái phần miệng túi của mình nó được chắc chắn hơn ha. Đây, khi kéo lên thì phần miệng túi của mình sẽ được hở ra nè. Guốc lại thì phần miệng túi của mình nó sẽ được nhỏ lại. Đây. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu túi tỏi hình chú trâu như thế này. Chúc các bạn thành công!